Chưa như lo lắng của nhiều người nắm giữ vàng miếng SJC, một chữ được sản xuất trước năm 1996, bị công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tạm ngưng mua vào. Trưa nay, đại diện công ty SJC cho biết sẽ tiếp tục thu mua vàng SJC móp méo và vàng miếng một ký tự. Đại diện công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC nhấn mạnh đã bố trí được nguồn lực để gia công lại và sẽ tiếp tục thu mua vàng SJC móp méo. SJC luôn chịu trách nhiệm trước khách hàng về chất lượng sản phẩm vàng miếng SJC do công ty sản xuất. SJC cũng khẳng định sẽ thu mua loại vàng miếng SJC một ký tự bằng giá với loại vàng miếng SJC 2 ký tự đang lưu hành. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Metro thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội cơ bản đủ điều kiện để được hội đồng xem xét việc chấp thuận kết quả nghiệm thu. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã kiểm tra hiện trường và họp đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội, đoạn trên cao, từ depot Nhổn đến ga S8 Cầu Giấy. Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, an toàn hệ thống đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Hội đồng nghiệm thu cũng lưu ý trước khi đưa công trình vào khai thác, chủ đầu tư cần yêu cầu các nhà thầu rà soát hệ thống, thiết bị phụ trợ, phục vụ vận hành, khai thác, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khả năng hoạt động bình thường và bảo đảm an toàn khi vận hành khai thác. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng và đại diện các bên liên quan tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kết luận, chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đối với đoạn tuyến trên cao công trình đường sắt Nhổn ga Hà Nội. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp mặt đường tuyến lộ tẻ rạch sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng. Dự án này với các hạng mục chính như cào, bóc tái chế, gia cố lớp móng, thảm bê tông nhựa mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trước đó, theo nhiều phản ánh, tuyến đường lộ tẻ rạch sỏi, một số vị trí mặt đường xuất hiện các khiếm khuyết như ổ gà, bong chóc, gợn sóng, ảnh hưởng đến an toàn khi lưu thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Doanh nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, máy móc thiết bị sản xuất. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa thấp. Các ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực như là dệt may, da giày, điện tử vẫn đang nhập khẩu từ 70% đến 90% nguyên liệu sản xuất. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất lắp ráp bo mạch điện tử ô tô, xe máy, các sản phẩm công nghệ dùng cho ngành viễn thông. Trong nhiều năm, doanh nghiệp đã phát triển tìm kiếm nguồn cung trong nước, đạt tỷ lệ nội địa hóa 41%. Bản thân doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ để có cơ hội tham gia sâu vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn ở Việt Nam. Nếu mà chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ làm sao để mà giúp cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ bước chân vào những cái chuỗi cung ứng của các đoàn FDI nước ngoài thì là một cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể học hỏi từ họ, phát triển và tiếp cận được những cái khách hàng lớn của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Theo Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, tỷ lệ cung ứng nội địa của Việt Nam chỉ chiếm 41,9%. Tuy nhiên, trong này có cả doanh nghiệp ở các nước lân cận. Tỷ lệ cung ứng nội địa đến từ các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ chiếm 17,2%, thấp hơn so với các nước trong khu vực. Thường khi họ đầu tư mới vào thị trường nước thứ ba như Việt Nam chẳng hạn, thì họ sẽ gọi các nhà cung cấp của họ theo, hoặc là họ sẽ mua của nhà cung cấp gần nhất mà đang có lợi thế, chẳng hạn như là ASEAN hay là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Thế cho nên nếu mà để họ buộc họ phải nội địa hóa, tìm nhà cung cấp trong nước thì chỉ đối với những cái linh kiện mà nó cồng kềnh với cái chi phí logistics hoặc là thuế cao. Việt Nam cần hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa hợp tác cung cấp sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI với giá rẻ hơn. Như vậy, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu giữ chân các doanh nghiệp FDI, phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa. Bộ Công Thương hiện đã triển khai xây dựng các trung tâm kỹ thuật nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí để nâng cao năng lực về kỹ thuật, quản trị, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.